thời kỳ thượng cổ, yêu thú ngang dọc khắp nơi, một vị đạo nhân thần bí đã trao tặng năng lực âm dương ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cho năm gia tộc để họ chống lại yêu thú. Bọn hắn đem yêu thú xua đuổi vào bên trong thần ẩn vụ sơn, thiết lập kết giới. Bên trong vụ sơn có thần thú kỳ lân có linh lực vô cùng cường đại, điều này gây hấp dẫn tới những đám yêu thú khác. Họ muốn sử dụng linh lực này để đề thăng yêu lực đột phá kết giới. Bởi vậy nên kỳ lân đã tự nguyện bị phong ấn vào bên trong cự khuyết thần thuẫn và câu chuyện từ đây bắt đầu. Tại một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên, văn nhân Dực Huyền vì muốn cứu chữa mẫu thân nên tự tiện giải khai phong ấn thần thuẫn, thả ra thượng cổ thần thú kỳ lân với mục đích lấy đi một đồ vật. Vậy nhưng mà kỳ lân lại không đồng ý dâng lên, cho nên đôi bên đành phải lấy thực lực ra để giải quyết. Chỉ sau một vài chiêu giao thủ thì văn nhân Dực Huyền đã bị đối phương bón hành ngập mồm, bị đá một cước văng tít ra xa. Dù đã bộc phát trạng thái siêu say gian nhưng vẫn không phải là đối thủ của kỳ lân. Lúc nguy cấp, các ngũ hành khác cũng xuất hiện tương trợ. Trong quá trình chiến đấu, đứa con của kỳ lân len lén chạy ra ngoài. Con trai bị thất lạc, yêu giới tất đại loạn, cho nên kỳ lân liền mang đi hai người là Nguyên Thù và Lâm để áp chế. Tìm con hắn trở về, hắn sẽ trả lại người thân cho anh. Chuyển cảnh tới một vùng núi non trắng lệ, bên trong đó là một ngôi làng nhỏ. Nữ chính của bộ phim này tên là Tô Tiểu An. Mới sáng sớm mà nàng ta đã mang về nhà một giỏ thuốc đầy ụ. Trong lúc không may vô tình đụng phải phụ thần, lỗ mãng làm bát thuốc rơi xuống. Vì chuyện này, ông yêu cầu nàng tới nơi ở của Tử Quỷ Trường phía sau núi lấy thuốc trở về. Phía sau núi là nơi nguy hiểm, nhiều lối rẽ, lúc trời tối sẽ có chú khí nên phải nhanh chóng quay về. Nghe lời phụ thân, nàng lập tức lên đường. Ở đâu đó xuất hiện ba kẻ lạ che kín toàn thân, đầu đội mũ rộng vành, bộ dáng có vẻ nguy hiểm. Nhìn thấy Tiểu An, bọn chúng lập tức chặn đường. Nơi này có người dân nên chắc hẳn xung quanh sẽ có thôn làng. Tự dưng có người chặn đường nên cô nàng vô cùng sợ hãi. Cô lập tức bắn ra một tràng giáp kinh điển hơn cả nghệ sĩ. Nghe xong thì ba người đó lập tức cảm ơn rồi rời đi. Cô nàng cũng hoảng hốt bỏ chạy. Trong lúc vội vã không để ý nên vô tình ngã xuống một nơi khác. Kết quả là bị lạc đường. Hơn nữa còn đi vào phạm vi của thần ẩn vụ sơn và tình cờ nhìn thấy một người thiếu niên đang tắm. Đây chẳng phải là văn nhân Dực Huyền hay sao? Bất ngờ vì nhìn thấy thiếu niên trần truồng nên cô bị trượt chân ngã xuống. Thay vì cứu cô gái thì anh chàng lại chọn cách cứu con vịt trước. Sau khi hỏi thăm, anh ta cũng biết được mục đích của nàng. Lúc này thời gian đã muộn cho nên anh ngỏ ý muốn dẫn nàng đi đường tắt, đảm bảo về thôn trước khi trời tối. Nói rồi cả hai cùng nhau lên đường. Dọc đường đi nàng thắc mắc, trên cái bia đá kia viết bốn chữ, thân ẩn vụ sơn là có ý gì? Anh giải thích, vào rất lâu trước kia, thân ẩn vụ sơn là nơi có rất nhiều yêu thú hung tàn sinh sống. Chúng bắt người ăn thịt vô cùng độc ác, nhân loại nhỏ bé không cách nào chống cự, cho nên chỉ có thể mặc cho bị thịt. Đúng lúc nhân loại trên bờ vực tuyệt vọng thì bỗng dưng xuất hiện ngũ hành sứ giả. Bọn họ tụ tập thiên địa âm dương chỉ khí huyễn hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm loại ngũ hành vào cùng nhau đánh đuổi lũ yêu thú trên đỉnh thần ẩn vụ sơn, đồng thời cũng xây nên cựu khuyết thần thuẫn, phong ấn đại hung thú tàn nhẫn nhất. Năm vị sứ giả ẩn cư ở năm lối khác nhau của vụ sơn, ngăn cản các yêu thú còn lại ra vào, đồng thời thủ hộ thần thuẫn để duy trì cân bằng giữa nhân giới và yêu thú. Từ đây không gian không còn cảnh người và thú chiến tranh, thiên hạ thái bình. Tuy là hung thú đã bị phong ấn lại rồi, nhưng mà vẫn phải lập bia cảnh báo không cho phép đi vào. Lý do là vì các tiểu yêu vẫn còn đó, vẫn nên tránh xa thì mới ổn thỏa. Nói chuyện một hồi, cũng đến nơi. Sau khi lấy được món đồ, anh ta lại tiếp tục dẫn nàng quay trở về. Trở lại với thôn làng, tiếng chuông bất ngờ vang lên báo hiệu đang có chuyện khẩn cấp xảy ra. Thì ra là ba người lạ mặt đã đi tới, đứng trước ngôi làng hoàn toàn kiên cố. Xung quanh đều có hàng rào bảo vệ, bọn chúng vẫn không ngần ngại ra tay giết người. Ngay lập tức, lão già cừu hoàng liền ra tay ngăn cản. Chỉ sau vài chiêu cọ sát thì lão đã bị đối thủ đánh trọng thương. Từ đây thì ngũ thúc của nàng đành phải ra mặt. Lúc này Tô Tiểu An cũng về tới. Cô nàng lập tức nhận ra ba người lạ mặt bên kia. Trở lại với trận chiến, sau khi ngũ thúc ra tay liền lập tức chèn ép đối phương và hoàn toàn có khả năng đánh ngang tay với hai người bên kia. Thành công đâm một nhát vào đầu đối thủ. Chỉ là cái đầu đó lại quá cứng, nhát kiếm đâm tới hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì và thế trận bị đảo ngược. Đúng lúc lão sắp bị giết thì văn nhân Dực Huyền ra tay ngăn cản, đồng thời lật ra bộ mặt thật của hai kẻ này, hóa ra bọn chúng chính là yêu thú. Chỉ với một tay đã nhẹ nhàng, anh đã có thể giết chết hai người đối phương. Phía địch lúc này cũng chỉ còn một tên cầm đầu nữa.
Thân phận cũng đã bại lộ nên hắn cũng hiện nguyên hình là một con sơn thú khổng tước. Đôi bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Khổng tước lấy đôi cánh sắc bén làm vũ khí tấn công dồn dập. Đáp lại thì Văn Nhân Dực Huyền cũng sử dụng đôi tay cứng như sắt của mình tiếp chiều. Đôi bên ăn miếng trả miếng liên tục. Anh bộc phát thực lực đánh văng đối thủ bay ra xa, buộc khổng tước phải bỏ chạy. Khi này, các dân làng đã tập trung đầy đủ một chỗ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau khi nghe được tin tức yêu quái xuất hiện thì ai nấy cũng đều hoảng loạn. Phụ thân của nàng hy vọng mọi người đoàn kết đi bắt yêu quái trước sự phản đối của mọi người. Ngay lúc còn chưa kịp nói hết lời thì khổng tước đã xuất hiện phía sau lưng lão. Rất nhanh sau đó, Văn Nhân Dục Huyền cũng xuất hiện. Vì bảo vệ dân làng nên anh bị phân tâm và bị đánh trọng thương. Tay chân coi như đã bị phế một nửa rồi. Hắn thốt lên hỏi rằng điều này có đáng không? Biết bọn chúng đã làm chuyện gì không? Nói rồi, hắn lập tức xoay chiếc đuôi ra. Nhìn vào đôi mắt trên những chiếc lồng vũ này, thân thể của một số người dân trong làng từ từ biến đổi thành yêu quái. Sau đó, những người này cũng lập tức bị khổng tước hút lấy linh khí. Kẻ bị hút đi đều trở nên thối rữa đến xương cốt cũng chẳng còn. Xong chuyện, khổng tước bắt đầu biến hình thành bộ dáng nhân loại. Sau khi dân thú bay đi tìm mục tiêu, Văn Nhân Dực Huyền một lần nữa bộc phát trạng thái siêu sai dàn. Nói chính xác là giải khai phong ấn ngũ hành hòa của mình. Sau đó đeo lên mặt chiếc mặt nạ ngũ hành rồi đuổi theo đối phương. Về phần Tô Tiểu An, Sơn Bà Bà dường như đã biết được bí mật của những người ở đây nên khuyên nàng mau rời đi, không được tin bất cứ ai kể cả phụ thân của mình. Về phần những thôn dân khác, sau khi biến thành yêu quái, ý thức cùng nhân tính của họ dường như đã mất hết. Trên miệng luôn luôn gào thét một loại thuốc, đó chính là tụ tiên hoàn. Rốt cuộc nguyên nhân vì sao mà người dân nơi đây lại như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chốc lát nữa. Về phần Văn Nhân Dực Huyền, hay còn gọi là Vụ Xuân Hòa Hành, anh lập tức đuổi kịp đối phương. Đôi bên lần nữa đánh nhau kịch liệt, đất đá bay tứ tung. Tuy nhiên thực lực của sơn thú này đã khác xưa, mỗi chiêu của hắn tung ra đánh cho Vụ Sơn Hòa Hành ra xa. Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, hắn định rời đi thì bỗng dưng giật mình. Nam chính vẫn đứng đó, thậm chí toàn thân anh đều hóa vàng giống Super Saiyan 2 và một trận đấu với đồ họa chẳng khác nào anime 7 viên ngọc rồng xảy ra. Kết quả tất nhiên là Vụ Sơn Hòa Hành lấy được chiến thắng. Trước khi chết, sơn thú lặng lẽ đưa một chiếc lồng quay về báo tin. Khi được hỏi về nguyên nhân, hắn chỉ nói rằng nếu muốn đáp án, vậy thì hãy tự vào bên trong xem thử đi. Bước vào bên trong, anh lập tức không giấu được phẫn nộ. Hình ảnh trước mắt chính là nhi tử của Kỳ Lân đang bị xích lại trong một cái lồng giam. Trên thân nhỏ ra những giọt máu, nước mắt tuôn chảy ra cùng với hơi thở vô cùng yếu ớt. Anh lặng lẽ mang nó ra ngoài. Trước khi rời đi, sơn thú mỉm cười chế giễu. Cái chết của hắn sẽ không giải quyết được chuyện gì. Từ giờ trở đi, yêu giới sẽ không chỉ điên cuồng cướp đoạt thánh thú từ trong tay anh. Hơn nữa cũng sẽ không bỏ qua cho những người ở nơi này. Bọn họ sẽ vì những chuyện đã làm mà trả giá đắt. Tô Tiểu An cũng chạy tới, nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tập cuối, dưới làn khói dày đặc, sừng bệnh đầy dẫy những thôn dân đang hấp hối. Tô Tiểu An và đoàn người lên núi, mục đích là bắt Kỳ Lân sau. Bức tranh mờ ảo đầy sương có phải là ký ức? Hiển nhiên là không phải, nàng cau mày tỉnh dậy với tinh thần chán nản. Đây không phải là lần đầu tiên nàng có một giấc mơ tàn khốc như vậy. Ngay khi đang vô cùng đau buồn thì phụ thân tỉnh lại. Sau trận chiến đó, một nửa người dân trong làng đã chết, trong đó có cả lục thúc của nàng. Vì tất cả những gì đã xảy ra, nàng thực sự muốn biết. Chuyện đã tới nước này rồi nên lão cũng không giấu nữa. 3 năm trước, trong thôn bùng phát một trận ôn dịch lớn, Tô Tiểu An bị mất ký ức của 3 năm trước, cũng là do ôn dịch này gây ra. Khi đó, hơn một nửa người dân trong làng đều ngã bệnh. Bọn họ nghĩ đủ cách, dùng hết tất cả các loại thảo dược đều không cải thiện được. Tuyệt vọng, bất lực bao trùm lên trên mặt của mỗi người. Đúng vào lúc đó, con tiểu yêu thú xuất hiện. Vài lần của nó vô tình rơi vào trong giếng. Thôn dân sau khi uống nước giếng liền khỏi bệnh một cách thần kỳ. Nói chính xác thì vài lần đó chính là tụ tiên hoàn. Rất nhiều người đã sử dụng nó, ngay cả bản thân nàng cũng đã ăn qua rồi. Lúc này đại bá, nhị bá của nàng và một số người khác nghe tin cũng đã tới. Khuôn mặt của bọn họ có chút khác biệt. Có lẽ bọn họ cũng đã biết tụ tiên hoàn không chỉ có thể trị bách bệnh, dường như nó còn có thể tăng cường yêu lực cho yêu quái. Còn khổng tước sau khi hấp thụ tinh khí của mọi người thì hình thái, hình dạng đều phát sinh biến hóa. Kể cả Vụ Sơn Hòa Hành, muốn hàng phục cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Nếu chuyện này là thật, e rằng tất cả những người ở đây đều sẽ trở thành con mồi cho yêu quái. Nghe được tin tức, Vụ Sơn Hòa Hành mang con tiểu yêu rời đi. Xích Ký yêu cầu phải đoạt lấy tiểu yêu trở lại, tuyệt đối không thể để tin tức này truyền tới yêu giới. Nghe vậy, Tô Tiểu An lên tiếng, nàng đã từng gặp anh ta nên hãy để cho nàng đi làm nhiệm vụ này. Trạch Thế hỗ trợ phía sau, đồng thời để lại ký hiệu dọc đường, cho bọn họ thích ứng hoàn toàn với thân thể này sẽ lập tức lên đường.
sâu bên trong vụ sơn, nơi này có tên là Chị Cam Đàm. Người này là Sì Thú, còn người này là Tham Thú, cả hai đều là một trong Tam Đại Yêu. Lúc này Sân Thú đã mang tin tức trở về, Thánh Thú Kỳ Lân cuối cùng cũng đã có tin tức. Có được nó, bọn họ sẽ có thể tăng cường yêu lực xông ra kết giới giành lấy tự do. Không chần chừ thêm, bọn họ lập tức hành động, thậm chí còn tạo ra dị tượng. Ở bên ngoài, Vũ Sơn Ngũ Hành cũng chứng kiến dị tượng vừa xảy ra. Tất cả đều đang hướng về cột tháp sừng sững đang không ngừng tỏa ra ánh sáng kia. Tất cả báo hiệu một hồi chiến sắp khai hỏa.